Thái và Kính Hoa kính chào quý khán thính giả với bản tin truyền hình của Đài Á Châu Tự Do. Chúng tôi xin mở đầu bản tin tối thứ Sáu ngày 1 tháng 3 năm 2013 với một số tin đáng chú ý. Việt Nam xem xét tạm dừng các dự án bô xích Tây Nguyên. Việt Nam có thể hạn chế giao dịch tiền mặt trong các thương vụ lớn. Kính thưa quý khán thính giả, chính phủ Việt Nam khẳng định chỉ khai thác bô xích Tây Nguyên nếu có hiệu quả kinh tế. Ông Vũ Đức Đam, Bộ trưởng chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ phát biểu như vừa nêu trong cuộc họp báo vào chiều ngày 28 tháng 2 tại Hà Nội. Về khả năng tạm dừng các dự án bô xích Tây Nguyên, ông Đam cho biết chính phủ sẽ xem xét cẩn trọng và nếu cần thì sẽ điều chỉnh cho phù hợp. Vấn đề bô xích Tây Nguyên đang nóng trở lại trong công luận sau khi Thủ tướng Việt Nam quyết định ngừng xây dựng cảng Kê Gà ở Bình Thuận, mà trước đó được quy hoạch là cảng xuất khẩu sản phẩm alumin, nguyên liệu sơ chế từ bô xích. Được biết, nhà máy Tân Rai Lâm Đồng sẽ sản xuất 300.000 tấn alumin trong năm nay với giá thành cao hơn nhiều so với giá xuất khẩu và sẽ lỗ vốn nặng. Trong một thời gian dài, giới khoa học đã phản biện không nên khai thác bô xích ở Tây Nguyên vì vừa không hiệu quả kinh tế lại có thể gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sắp trình chính phủ phê duyệt quyết định hạn chế sử dụng tiền mặt trong giao dịch giá trị lớn. Tân Hoa Xã đưa tin sáng hôm nay. Tin cho biết việc này nhằm làm suy yếu hoạt động kinh tế trên thị trường chợ đen, thực hiện thanh toán thương mại minh bạch hơn. Ngoài ra, việc hạn chế thanh toán bằng tiền mặt sẽ giúp chống trốn thuế, rửa tiền và nạn sử dụng tiền giả. Nếu được chính phủ phê duyệt, thì đây là một thay đổi lớn trong đời sống kinh tế Việt Nam. Người dân sẽ không thể sử dụng tiền mặt để mua bất động sản, chứng khoán, ô tô, máy bay hay tàu thuyền. Tiếp tục phần tin Việt Nam, thưa quý vị, các doanh nghiệp đã thu mua được 212.000 tấn gạo trong tuần lễ đầu, thực hiện mua tạm trữ gạo vụ đông xuân ở đồng bằng sông Cửu Long. Việc mua tạm trữ 1 triệu tấn gạo trong vòng 1 tháng ở vụ lúa xuất khẩu được cho là để giảm áp lực tồn đọng khi vụ đông xuân đang thu hoạch rộ. Tuy vậy, giá lúa không tăng như nông dân trông đợi, mà chỉ không rớt giá hơn nữa. Hiện nay, giá lúa tươi loại thường bán tại ruộng khoảng 4.400 đồng 1 kg, lúa chất lượng cao khoảng 4.600 đồng 1 kg, kém từ 1.500 đồng tới 2.000 đồng 1 kg so với giá lúa năm ngoái lúc được giá nhất. Vụ đông xuân đồng bằng sông Cửu Long canh tác trên tổng diện tích 1.530.000 hectare. Cho đến nay, toàn vùng đã thu hoạch khoảng 700.000 hectare. 119 doanh nghiệp tham gia chương trình mua gạo tạm trữ được vay vốn ngân hàng do nhà nước cấp bù 100% lãi suất hiệu lực trong 3 tháng. Từ nhiều năm qua, Hiệp hội Lương thực Việt Nam được chính phủ giao trách nhiệm tổ chức mua gạo tạm trữ. Tuy nhiên, giới chuyên gia và các chính quyền địa phương cho rằng mua tạm trữ theo cơ chế này, nông dân không được hưởng lợi ích trực tiếp. Tiếp tục phần tin tối nay, thưa quý thính giả, tháng tới, lực lượng tuần duyên Đài Loan sẽ thực hiện cuộc tập trận bắn đạn thật ở Biển Đông, khu vực mà Đài Loan cùng với Trung Quốc đang tranh chấp chủ quyền với một số nước khác. Cuộc tập trận sẽ diễn ra trên đảo Ba Bình vào những ngày mùng 9 tháng 4 cho đến 11 tháng 4, sử dụng những đại bác phòng không 40 ly và súng cối 120 ly đã được đưa ra đảo này hồi năm ngoái. Thông cáo của lực lượng tuần duyên nói rằng mục đích của cuộc tập trận nhằm đo lường khả năng bảo vệ an ninh lãnh thổ. Bốn người nước ngoài vừa bị Trung Quốc xử tử hình hồi sáng nay về tội chủ mưu vụ sát hại 13 thủy thủ Hoa Lục trên sông Mekong hồi năm 2011. Truyền thông Trung Quốc đưa tin nói, bốn người này đã bị chích thuốc độc chết ở Côn Minh thuộc tỉnh Vân Nam. Tân Hoa Xã đưa tin nói bốn tử tội mang quốc tịch Miến Điện, Thái Lan, Lào và một người không rõ quốc tịch. Bản tin cho biết, nhóm tội phạm đã phối hợp với một số binh sĩ Thái Lan tổ chức vụ cướp hai chiếc tàu hàng của Trung Quốc và giết hết thủy thủ lúc những tàu này đang di chuyển trên sông Mekong. Sau vụ này, Trung Quốc đã cùng với các chính phủ Lào, Thái Lan và Miến Điện thành lập một đội quân kiểm soát an ninh đường thủy trên dòng sông Mekong. Ngoài ra, chính phủ Thái Lan cũng đang mở cuộc điều tra liên quan tới cáo buộc nói rằng có ít nhất 9 binh sĩ Thái Lan liên quan đến vụ này. Thưa quý vị, khủng bố đặt bom ở miền Nam Thái Lan làm 6 người bị thương. Vụ nổ xảy ra không đầy 24 giờ đồng hồ sau khi chính phủ Malaysia loan báo sẽ tổ chức hòa đàm giữa chính phủ Thái Lan và lực lượng dân quân Hồi giáo đòi tự trị để chấm dứt cuộc giao tranh kéo dài 9 năm qua khiến 5.000 người thiệt mạng. Lên tiếng tại Bangkok, Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawat nói rằng vụ đánh bom này không làm giảm quyết tâm tìm hòa bình mà chính phủ và nhân dân Thái đang trông chờ. Cuộc đàm phán giữa Bangkok với đại diện lực lượng dân quân Hồi giáo sẽ bắt đầu vào giữa tháng này ở Kuala Lumpur. Quý khán thính giả vừa theo dõi bản tin truyền hình của Đài Á Châu Tự Do. Tất cả các chương trình của chúng tôi được đăng tải và lưu trữ tại địa chỉ rfa.net. Nếu bị tường lửa ngăn chặn
Mời quý vị vào địa chỉ achautudo.info. Quý thính giả cũng có thể xem chương trình của chúng tôi bằng điện thoại di động tại địa chỉ vietnamese.rfa.org. Hòa Ái và Kính Hòa xin kính chào tạm biệt.